Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình trên tay giới thiệu với anh em một cặp Zippo mới về kênh bên mình luôn anh em. Hai em Zippo bên này rất là đẹp và rất là ý nghĩa, sang trọng cho anh em trên tay sở hữu chơi hoặc làm quà biếu và tặng cho người thân bạn bè luôn nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em, full box luôn, chin từ A tới Z, chưa hề đụng chạm gì tới hai em nó hết nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì xin mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip nha anh em, để mình có thể tiện theo dõi lựa chọn những mẫu Zippo rất là độc đáo trên kênh mình ha. Còn nay bên phải là em Zippo đồng nha anh em, khắc chim mà nữ thần tự do và logo Zippo ha, biểu tượng của nước Mỹ đó là nữ thần tự do và logo Zippo rất là nổi tiếng ha. Và hãng đặc biệt chế tác em Zippo này với những họa tiết cái nền là vân guluche dập nổi 3D nha này, tăng cái độ sang trọng và độc đáo cho em nó nha. Em Zippo này thì hãng chế tác rất là tỉ mỉ công phu nha này, dòng Zippo đồng đáy bằng nha. Còn bên trái là em Chrome trắng đáy lõm, khắc chim chú rồng nha nè, khắc chim chú rồng đang uống lượng khè lửa ha, rất là ngầu. Biểu tượng rồng thì mang đến cho anh em sự thịnh vượng, an lành và gặp nhiều điều may mắn tốt lành trong cuộc sống nha nè. Hãng khắc chim chú rồng trên em Zippo Chrome trắng này cũng rất là tỉ mỉ, rất là nuột ha. Thì anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi hoặc làm quà biếu và tặng cho người thân bạn bè thì cứ alo mình nha. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Mình xin trên tay giới thiệu trước với anh em nha. Đây là em Đồng anh em, khắc chim mà nữ thần tự do và logo Zippo ha. Và nữ thần tự do đang giơ cái đuốc rất là thần thái nha anh em. Sao nguyên trang vậy luôn ha. Em này thì hãng chế tác những đường vân guluche 3D rất là đẹp luôn anh em, cái nền Zippo ha, sang trọng. Em nó đáy bằng nha nè, hàng zin nha, em nó mới về show tới anh em luôn, hàng new 100% ha, sáng bóng sạch sẽ, hàng chính hãng thì rất là bền, nhảy lửa, giữ xăng lâu, nên anh em cứ chế xăng xịt vô là dùng thôi. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì vô trang Facebook mình, link mình để vô mô tả ha. Em nữ thần tự do, dòng Zippo đồng lấy băng này rất là đẹp nha anh em. Soi kỹ anh em xem ha, rất là đẹp, chính hãng luôn, full box luôn nha anh em. Còn đây là em rồng trắng, khắc chim mà chú rồng đang uống lượng khè lửa nha anh em, biểu tượng rồng nha anh em, rất là phong thủy, biểu tượng cho sự thịnh vượng, tài lộc và nhiều điều may mắn trong cuộc sống cho anh em, quá là quen thuộc với nhiều anh em rồi ha. Mặt sau em nó trơn bóng nha anh em, đáy lõm ha, cũng hàng zin luôn anh em, hàng đi 100% luôn ha, full box luôn, hộp đựng giấy tờ đầy đủ, anh em về giá xăng xin vô là dùng thôi. Về giá hai em nó thì anh em cứ nhấn vô tiêu đề clip nha, hiện ra mô tả có giá hai em nó cho anh em xem luôn ha. Bên mình là bao ship toàn quốc nha anh em, bao tép chất cho anh em luôn. Bên Zippo Tuấn Nguyễn thì nào giờ anh em quá rành rồi ha, hàng xịn, chất lượng, uy tín, nào giờ anh em quá biết rồi ha. Còn yêu mến anh em like, chia sẻ clip anh em và nhớ ấn nút đăng ký kênh ha. Kết hai em nói anh em cứ alo nha anh em. Mã vạch đầy đủ, giấy tờ đầy đủ luôn. Rồi,
Cảm ơn anh em đã xem clip. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Tạm biệt anh em.